Xin chào các bạn, mình là Khánh Kim Khí đây. Hôm nay mình lại quay cho các bạn xem những cái mẫu sản phẩm mắc bịt đầu hộp của bên mình các bạn nhé. Mắc chàng rào đây các bạn. Đây các bạn ạ, đây là các loại mắc chàng rào bằng thép mạ kém không gỉ các bạn nhé. Được dập bằng tôn mạ kém không gỉ, được phủ lên một lớp mạ, nó để ngoài trời nó chống chọi với thời tiết trong năm tháng mà không bị gỉ các bạn nhé. Rất là bền luôn. Nó bền hơn cả lớp mạ của thanh hộp của các bạn ạ. Vì lớp mạ này của nước ngoài nên là nó rất là bền luôn. Các mẫu mác chàng rào bịt đầu hộp của bên mình thì nó mình sản xuất rất nhiều loại, to nhỏ có hết các bạn nhé. Đây các bạn này, hàng bên mình được dập những cái đường nét rất là sắc nét này các bạn này, không như để những cái hàng khác đâu. Hàng mình dập rất nét các bạn xem. Đường gân gờ rất là nét, sắc nét này. Cái ngôi sao này rất là nhìn rất là đẹp luôn. Đủ cánh luôn nhé. Không bao giờ bị cánh cao cánh thấp nhé. Rất là cân xứng luôn. Còn cái độ bền của cái mắc chàng rào này thì rất là bền luôn các bạn ạ. Vì nó là được làm bằng tôn mạ kém của nước ngoài nên là cái độ bền ở ngoài trời rất là cao luôn, không gì các bạn ạ. Bên mình có nhiều loại size các bạn nhé. Anh em gia công chàng rào và cửa hoa cửa sắt nào có nhu cầu về dùng đến các loại mác thì cứ gọi cho mình nhé. Số điện thoại Zalo mình để góc phải màn hình đấy các bạn nhé. Đây các bạn này, gọi là lớp mạ này là rất bền, mà các bạn nhìn xem cái đường đường dập gân của mình này rất là sắc nét luôn, sống siếc, rất vuông vắn, rất chắc các bạn ạ. Mình được hàn chấm 3 điểm nhé, một điểm đây và điểm đây và điểm đây này, thì rất chắc chắn luôn. Các bạn về chỉ có chụp vào hộp và các bạn bắn cho một con vít vào đây là được các bạn ạ. Bên mình có các loại to nhỏ đủ hết các bạn nhé. Anh em làm chàng rào cửa hoa cửa sắt mà có nhu cầu phải dùng đến cái mắc này thì cứ gọi cho mình. Mình có đủ các loại size hộp các bạn ạ. Đây các bạn cứ lên làm cứ chụp lên thế này, bắn con vít ở trong, gọi là cực bền luôn. Nước mạ này cực bền luôn. Nhưng mà này mạ kém là mạ kém của nước ngoài các bạn nhé. Nên mình sản xuất rất nhiều luôn. Anh em có nhu cầu gọi cho mình nhé. Số điện thoại mình để trên màn hình đấy anh em nhé. Mắc với mình được chấm 3 điểm các bạn nha, trên này rất chắc chắn luôn này các bạn, rất chắc chắn này. Mắc với mình được chấm 3 điểm các bạn nha, trên này rất chắc chắn luôn này các bạn, rất chắc chắn này.
Anh em có nhu cầu gọi cho mình nhé. Số điện thoại và Zalo mình để trên góc phải màn hình đấy anh em nhé. Để mình cho anh em xem lại này. Rất là đẹp, rất nét luôn anh em nhé. Mình xin phép dừng video này nhé. Chào anh em, chào các bạn nhé.